Hi, chào mọi người quay lại với kênh Sabo Gaming. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau chơi một cái thể loại game mới nữa các bạn, đó chính là câu cá. Và cái tựa game mình chơi đó chính là lưỡi câu các bạn. Cái game này hay cái là nó có tiếng Việt luôn, cho nên mình sẽ rất dễ dàng để thao tác. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu cái tựa game này nha các bạn. Mình sẽ kéo cái này xuống nè, để chúng ta thảy mồi ra phía xa. Và nó có cái hướng dẫn tiếng Việt luôn các bạn, cho nên chúng ta sẽ rất là dễ dàng chơi cái game này. Cá cắn câu rồi, cá cắn câu rồi, sẽ kéo cái này. Và mình kéo cái này giống như là mình đang kéo con cá vào bờ các bạn, mình chiến đấu với nó. Mình kéo mình nhấp nhả liên tục các bạn, khi mà cái thanh thanh xanh ở trên mà nó chạm mí bên tay phải thì mình sẽ bị thua nha các bạn. Mình kéo như vậy thì con cá nó sẽ mệt. Các bạn thấy không, HP của nó đang tụt lần lần. Mình không biết được con cá gì cả. Mình kéo mạnh quá nó sát cái mí bên tay phải là mình sẽ bị thua. Được một con cá rồi các bạn ơi. Con cá này là con cá bào. Mình nhận được 1000 coin phần thưởng đây. Nhìn con cá khá là đẹp luôn các bạn, đồ họa cũng rất là đẹp luôn. Nhìn nó như thật luôn các bạn. Con cá tươi rê nào vậy à. Rồi mình sẽ con đầu tiên thì mình đi phóng xanh với các bạn ơi. Rồi hiện tại mình đang ở cái vùng biển là để mình coi lại. Mình mới thấy cái vùng biển là Venero hả. Bây giờ mình cầu tiếp cho các bạn ơi. Thôi quăng xa ra nè, quăng xa hơn một chút. Nó xuất hiện cái chữ hút. Cá cắn câu rồi. Mình kéo về mình làm cho con cá nó mệt. Nó có cái kiếm thì mình kém tới đó thì mình sẽ tấn công con cá các bạn. Nó nhảy lên cá này nhỏ các bạn, không bự rồi, không to rồi. Khi mà nó có cái kiếm thì chúng ta cho nó cái bạch nó xuống cái kiếm và mình kéo lên sẽ tấn công con cá nhiều hơn các bạn. HP của nó đang tụt rồi. Rồi lên rồi, cá gì đây? Cá thế sáu sọc à? Con cá này có một sao thôi các bạn, hồi nãy con cá kia cũng một sao. Nhìn nó rất là đẹp luôn, nhìn như thật luôn các bạn. Con này mình bán được bao nhiêu tiền? Được 123 coi. Có cái cô bạn nào rất là xinh hướng dẫn chúng ta đây. Rồi tiếp tục các bạn, để mình coi lại cái cài đặt một chút thôi. Mình bắt con cá 2/2 cái này cái này xem món cáo các bạn ơi. Tiếp tục đi, còn tiếp. Nãy giờ mình được hai con rồi, con cá bào và con cá bào. Nó cắn câu nữa coi nè. Kéo vào. Khoảng cách là 70 mét các bạn, khoảng cách là 70 mét. Mình trông cho nó hiện cái kiếm rồi. Con cá này khỏe ghê. Nào, coi về kiếm rồi. Tấn công. Con cá nó còn nửa máu à. Mình phải nhấp nhả nha các bạn. Các bạn giữ luôn là mình thua đó. Nó coi về kiếm rồi. Con cá nó gần thua mình, vô gần được tới bờ. Trời, con cá đẹp quá. Cá thu chấm của Úc, con cá này 2 sao các bạn ơi. 2 sao con cá này bán được bao nhiêu tiền? 136 coi. Mình đang ở biển là Borneo à. Mình có cái map biển mình coi không ở đâu nhỉ. Cái shop đây các bạn ơi. Mình có móc câu nè. Cần câu nè, cần câu mái nữa nè. Mấy cái này chưa, từ mình chưa mở được các bạn. Con trai mình coi cái mình rộng đây. Không có luôn. Đây cái map đây. Đây hiện tại mình đang ở cái biển này đây các bạn, biển Borneo. Và ở đây nó có rất là nhiều vùng biển luôn các bạn. Mà hiện tại thì ở level 1 thì mình chỉ được ở cái vùng biển này thôi. Lên level 5 thì mình sẽ đến đảo quốc Mauritius. Level 10 thì mình sẽ đến Địa Trung Hải, còn level 15 thì mình sẽ đến là Malacca. Biển san hô, biển Bering, quá trời biển luôn nè. Cần câu. Còn ở đây là cái xô nãy giờ mình được mấy con? Được 3 con à.
Còn cái này là cái hồ đấy các ông ạ. Còn cái này, mấy cái này nó khóa các bạn chưa. Đó rồi, cầu tiếp các bạn ơi. Đó, tránh xa ra chút. Ôi, cắn câu 70 mét. Giận giận. Cố lên, cố lên. Mình nói về sát cái vạch bên tay trái là cũng thua nha các bạn rồi. Và sát cái vạch bên tay phải mình cũng thua luôn. Có cái kiếm. Như thật luôn các bạn. Cảm giác như thật luôn. Ôi. Chút nữa là mình thua rồi. Còn nó nhảy lên kìa, nó nhảy lên. Con này cũng không to cho lắm, không biết mấy sao. Trời, con này nó mạnh. Rồi lên rồi. Ô, cái gì đây, con cá cháp à. Cái này hay sao, cái này nhìn nó hơi xấu nha. Ô, nhìn nó có cái bay lưng nó ghê chưa. Nó giống với con cá rô phi, hơi hơi giống giống các bạn. Hơi giống thôi chứ không, nó giống. Con cá rô phi của mình thì cái phần đuôi nó mình to ra hơn một chút. À, rồi, mình bán lên có bao nhiêu xu? 144 xu, ngon hơn con cá lúc nãy luôn. Đó, mình nhận cái này thôi. Đó, cái nó hỏi mình có thích game không? Đó, để giải quyết sao các bạn. Ồ, cái này bút à. Thôi, không cần đâu, mình phải xem quảng cáo các bạn. Bắt được hai con rồi, coi quyển sách này coi. Mình bắt được con cá khế sáo sọc nè, con cá bào nè. Con cá thu chấm của Úc là 2 sao, con cá cháp là 2 sao. À, mình câu lần tới thì chắc chắn mình sẽ quá bắt được con cá này nè. Cá này là gì? Giống con cá hường quá các bạn. Để mình câu coi. Yes. Ô. À, mình kéo ngay cái bạch xanh thì nó sẽ thưởng nhiều hơn nữa các bạn. Mình bỏ đi. Ô, nó cắn câu rồi. Ô. Rất là sống động các bạn. Cố lên, cố lên, cố lên. Hồi nãy giờ không có cây kiếm để tấn công nữa. Rồi lên luôn. Ồ, con cá bào các bạn ơi. Không phải là con cá hường như mình nói rồi. Bán luôn. Chanh đã 4 xu. Hóa câu nữa đi. Hy vọng là sẽ được con cá hường. Hóa. Câu. Cái này dễ cắn câu ghê á. Đúng với gà nó phải cho một chút cái cắn câu rồi nó mới hấp dẫn các bạn. Gần nửa máu con cá rồi. Con cá lúc nãy luôn. Không, bán luôn. Câu lợi rồi các bạn ơi. Hơi được con cá hường không? Perfect. Đúng rồi, là này phải chờ một chút mới cắn câu thì nó sẽ hấp dẫn hơn các bạn. Cái này nó cắn câu nhanh quá. Giống như là cái ổ cá như này nha. Có cái kiếm. Ở đây, 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 đây. Lên luôn không? Thôi. Lên luôn rồi. Ô, vẫn là con cá cũ các bạn ơi. Bạn đã nhận được viên thuốc XP à, để làm cái gì ta? Bắt cá liên tục 4 lần thành công à. Bán luôn 109. Ở đây mình coi coi. Nãy giờ mình được có 4 con cá này. Làm tới mình đuôi vậy. Cá này chưa được luôn. Câu lại một lần nữa các bạn. Thôi.
Thôi, không có perfect rồi. No, con cá này lạ nè các bạn ơi. Mình thấy con cá này lạ rồi nè. Đồ nước trong xanh rồi. Tấm tông. Tấm tông. Con cá này đẹp quá. Mình để xảy nha. Con hồi lên rồi. Con cá cháp. Ủa? À tắt. Cậu này không được. Nghe chăm à. Bán. Ủa? Giống con cá lúc nãy luôn rồi. Chưa được con cá này sao nó màu nó đẹp như vậy ta. À cái này phải 2/5. 2/5, 1/5, 3/5. Ủa phải câu đủ số lượng nè. Thôi một lần nữa thôi các bạn. Một lần nữa nha. Con có được con cá mới à? Yes. Đánh đâu? Đây, cái mặt biển trong xanh đẹp quá. Đánh đâu? Cái này có vẻ yếu nha. Mỗi lần là 300 mét về luôn. Không được. Ôi giời, nó xảy rồi. Ôi da, con cá cờ Nhật Bản. Thử lại. Khỏi nâng cấp luôn các bạn, khỏi luôn. Ôi, xảy nữa rồi. Bây giờ là phải nâng cấp vũ khí thôi các bạn ơi. Ôi, phải nâng cấp rồi, nâng cấp từng câu các bạn, nâng cấp từng câu. Rồi, thôi, clip đầu tiên thì mình tạm dừng ở đây nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở clip kế tiếp nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.